Ok, và thì anh quay trở lại trên đầu của mình thì mình là cái mình đây. Đây mình đã quay trở lại ở đây. Thì hôm nay mình sẽ không quay video nữa hết, mình sẽ cho hướng dẫn các bạn à, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo game pad đơn giản nhất ha. Thì lúc trước cái làm hướng dẫn tạo game pad á thì nó sẽ được vlog fix một cái mới rồi, mình sẽ làm lại em. Đây. Nếu mà mạc mới các bạn đầu tiên các bạn bấm vào đây em, cái phần create nè, bấm vào. Đây cái trang chủ vlog á, bấm vào em. Đây nó sẽ hiện như này. Rồi nếu mà các bạn có cái dòng hiện cái dòng kia á thì đây đợi mình tí anh em, mình sẽ út đẹp nha, nó sẽ hiện cái dòng này. Nếu mà các bạn hiện dòng này các bạn cứ kéo xuống và bấm vô cái phần này cho mình em, bấm vô cái phần này nó sẽ hiện nha các bạn như cũ mà mình đã đăng nhập em. Nếu mà có thể nếu mà các bạn hiện cái dòng đó bạn bấm vô cái đó các bạn sẽ hiện ra cái dòng như thế này em. Và sau khi hiện ra cái dòng thế này nó sẽ có một cái phần đây, một cái server mà bạn đã vô đó nó tạo cho các bạn từ trước. Các bạn bấm vào cái manager đây này, đây manager đây, bấm vào em, bấm vào và các bạn kéo xuống cho mình cái phần butter này, nó hiện này này cái phần dưới cuối cùng nó hiện phần multi ration đây nè, bấm vào dưới đây nếu mà các bạn nó ẩn thì các bạn bấm ra nó sẽ ra thằng bát. Đây cái thằng đây là cái phần game bát của cái đảo của một cái bát của mình ha. Và các bạn sau đó các bạn tạo cho mình cái gì ta, ảnh VIP chẳng hạn đi, ảnh VIP với cái ảnh gì tế nhị ha. Nếu cái ảnh bạo lực cái kiểu nó sẽ bay các bạn ấy, nó sẽ bay các bạn và nó sẽ đẹp DT các bạn à các bạn ấy, nên là các bạn hãy lựa cho mình một cái ảnh ổn định ha, không có kiểu bạo lực như cái kiểu em. Đây, mình sẽ lấy lại cái ảnh nào đó đi, nào cũng được em. À ảnh view đây đi, view clip đi thôi các bạn ơi, các bạn tao về các bạn có thấy cái ảnh JPG nha, cái ảnh JPEG đâu về và sau các bạn đâu về xong á thì các bạn cấm chữ tạo em bắt sau khi các bạn bấm vô rồi các bạn sẽ thấy trên về là các bạn có thể cái ảnh từ trước ấy bấm vào em và đặt tên cho cái game pad đó cái gì cũng được. Nếu các bạn bán bằng shop ấy, tại game pad để cho shop viết bút về các bạn tên gì cũng được, viết bút rút về chẳng hạn, như vậy đi, tại cái gì cũng được ha. Và các bạn xong rồi các bạn tạo game pad cho mình, bấm tạo game pad ha và nó sẽ hiện ra cái phần như này em. Thì các bạn muốn tạo tiếp thì các bạn cứ bấm tạo như cái nãy thôi và cách nó như trước thôi em. Và sau khi các bạn tạo xong rồi các bạn bấm vô cái ba chấm nè, nếu mà như ba chấm được bấm vô đây cũng được nè, các bạn bấm vô đây cũng được, chỉ cần bấm vô cái hình ảnh này cũng được nè em. Nó cái phần này là chỉ bấm tạo ra cái tag để mình vô cái đây thôi. Cái phần select này bạn bấm vào và bạn on lên và bạn nhập số wood mà mình muốn bán hoặc là số wood mà mình sẽ giúp từ cái shop chị em, ví dụ 500 wood đây. Sau khi rút về bạn sẽ nhận được 350 boost à. Shop mình đặt như nào thì mình sẽ đặt như đó em. Và sau khi vô đốc ăn thế 70% thì nó sẽ thành 350, thì bạn được 500, ví dụ là 1500 thì nó sẽ thành 1050 đó. Cái phần này là phần boost mà bạn sẽ về ha, nên các bạn hãy đặt kỹ cho mình em ha. Đó là cách tạo boost em, bấm sell. Sau khi đó thành công các bạn bấm sell và các bạn đã có được cái patch cho mình em. Và các bạn muốn kiểm tra game pad mình ở đâu thì các bạn cứ cái về phần create hub đây nè, bấm vô cái phần create hub, cái phần create hub á, các bạn bấm vào view on your blog nè, đây nó sẽ chỉ cho bạn tới một cái pad của bạn ha, hoặc có cái cửa hàng và đây là cái pad của bạn ha. Đây cái pad của bạn và sau khi mua họ thì bấm mua bên này ha. Nếu các bạn game pad của bạn thì các bạn không mua được đó ha. Đó là cách tạo game pad cực kỳ đơn giản em. Vậy còn nếu các bạn thích video thì làm subscribe đăng ký kênh của mình và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Bye bye.